Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà pha sơn giả đá để sơn trậu cảnh. Nên để pha chúng ta sẽ chuẩn bị đầu tiên là một hộp sơn nước màu xanh thì màu xanh đá, màu ve đen. Đây chính hộp ve đen này. Một sơn màu trắng. Sơn màu trắng này dùng ít thì chúng ta để mua cái hộp nhỏ 1kg này là dùng cũng được rất nhiều chậu rồi. Để cách pha như sau. Đây mình chuẩn bị sẵn đây, chính là sơn. Sơn này chính là sơn màu xanh đây, màu xanh đá. Để có nền đá xanh thẳm đẹp thì chúng ta sẽ cho thêm ve đen. Cho ve đen vào trong sơn màu xanh để chúng ta pha ra. Giờ mới đều lên. Nếu mà chưa đủ đen thì chúng ta tiếp tục cho thêm đen vào. Như vậy là đây là chính là cái nền đá rất là đậm. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng sơn trắng. Sơn trắng thì nếu để nguyên chúng ta sơn thì nó sẽ lộ vân đá quá không đẹp, chúng ta thêm một chút ve đen vào. Thêm một chút ve đen vào cho cái màu trắng này trở nên thành trắng đục thì lát nữa chúng ta sơn vân thì nó sẽ có đường nét tự nhiên hơn. Đấy là cách là chúng ta pha sơn giả đá bằng sơn nước. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách mà chúng ta sơn lên chậu theo kiểu giả đá. Vậy để sơn được thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lưới rửa bát này để lát nữa chúng ta sẽ chấm vân đá. Để sơn giả đá thì đầu tiên là chúng ta sẽ sơn lót. Sơn giả đá chúng ta đầu tiên sẽ dùng sơn mà chúng ta vừa pha cái nền đá, chúng ta sẽ lót lên toàn bộ chậu. Như vậy là ta đã sơn lót nền xong cho chiếc chậu này. Vậy để tạo thành giả đá thì chúng ta có thể sử dụng cái lưới rửa bát này. Sau đó là ta sẽ chấm vào sơn, chấm vào cái sơn trắng đục này mà vừa nãy mình vừa pha xong, chấm lên.
Lưu ý là nếu ta chấm ngay trực tiếp lên chậu thì có thể nó hơi xấu và cái độ đều nó không đều. Chúng ta phải chấm bớt vào trong miếng xốp như này, sau chúng ta mới chấm lên. Ok, như vậy là ta đã chấm xong phần giả vân đá bằng lưới rửa bát. Đây là một cách làm rất nhanh và đơn giản và rất là hiệu quả. Sau đây mình đã chia sẻ cho anh em cách sơn chậu giả đồng. Thường thì màu giả đồng chúng ta hay sơn vào khu phần hoa văn để cho chậu của mình thêm nổi hơn. Vậy để sơn giả đồng thì chúng ta sẽ phải mua hộp sơn nước nhũ vàng. Đã lưu ý anh em sẽ phải chọn mua hộp sơn nước nhũ vàng chứ không mình không dùng sơn dầu, vì sơn dầu nó rất dễ bị bong. Sơn nước nhũ vàng đây chính là màu nhũ vàng đó. Nếu mà ta để nguyên cái màu này sơn lên chậu thì chiếc chậu chúng ta sẽ vàng quá, nó sẽ không đẹp. Do vậy là chúng ta sẽ cần thêm ve đen màu ATM là chúng ta sẽ pha vào trong nhũ vàng. Đây tôi đã pha đây. Sau khi pha xong ve đen vào nhũ vàng thì chúng ta sẽ có một lớp màu đồng giống như là đồng hun nó tối. Đây, chúng ta có thể dùng chổi sơn hoặc bút. Với những chậu nhỏ ta sẽ dùng những bút nhỏ như này. Sơn lên toàn bộ một lớp nền. Phần này nhìn nó rất tối. Một lát nữa chúng ta sẽ sơn nổi nó lên bằng sơn nguyên nhũ vàng lên những họa tiết hoa văn ở trên chậu này thì chiếc chậu nó sẽ nhìn rất là nổi, rất rõ. Sau khi sơn lót nền màu đồng tối lên phần hoa văn thì chúng ta sẽ sử dụng sơn nhũ vàng nguyên bản này không cần pha. Chúng ta sẽ tô lên những cái phần họa tiết hoa văn sẽ giúp chúng ta có cái chậu nổi bật hơn. Khi sơn cần lưu ý là ta phải đợi cái lớp nền đầu tiên nó phải khô thì chúng ta mới sơn lên lớp thứ hai. Nếu xong hai màu nó sẽ ăn vào nhau và sẽ nhìn không nổi rõ.
sau khi sơn giả đá và giả đồng xong thì đợi phần sơn này khô, chúng ta sẽ quét một lớp keo bóng lên toàn bộ chậu để cho chậu ta vừa bóng đẹp lại giữ được màu sắc trong thời gian dài. Về keo bóng thì chúng ta phải tìm mua những cửa hiệu bán sơn nước để chúng ta sẽ mua keo bóng. Đây tôi sử dụng loại keo bóng Kendo, đây gọi là sơn phủ bóng glass. Chúng ta phải sử dụng những loại như này để quét lên được. Và keo này khi quét thì nó cảm giác có màu trắng trắng sữa, nhưng khi khô đi thì nó sẽ không để lại màu sắc ở trên chậu. Chúng ta chỉ cần quét một lớp lên cả bộ chậu. Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau sơn hoàn thiện chiếc chậu này theo kiểu giả đá và giả đồng. Sau khi quét lớp phủ bóng cuối cùng này, sau khoảng 10 đến 15 phút sau thì chiếc chậu này sẽ khô hoàn toàn và để lại một lớp rất là bóng ở trên bề mặt của chậu. Lớp keo bóng này sẽ có tác dụng là giữ cho màu sắc của chậu là luôn luôn tươi mới trong một thời gian dài. Và đặc biệt là lớp keo bóng này sẽ giúp cho nhìn cái vân đá của chúng ta trông thật hơn. Trong quá trình sơn, nếu mà anh em có chỗ nào thắc mắc chưa rõ thì có thể là để lại bình luận ở ngay dưới video này. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để đón nhận những video tiếp theo. Chúng tôi sẽ chia sẻ các kỹ thuật mới hay là giới thiệu các mẫu khuôn chậu mới ra. Và đặc biệt sẽ có những chương trình khuyến mại cho các anh em cơ sở làm chậu cảnh trong cả nước đã ủng hộ khuôn chậu của cơ sở khuôn chậu Cải Tiên chúng tôi thời gian qua. Ngay bây giờ anh em có thể ấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.